đang đi ai đi tôi thì không cần nuôi lực cốc không làm thế nào nuôi lực cốc nuôi lực cốc con mình Hey, hey.
Chanh tốt giang phải nó mấy tốt nạt tới đây đây nhưng khi nói này nó rất khóc tu đoạn đây cho lâu rồi đoạn chân quần quỳ rồi nè.